Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề số 05 cùng với chị như đã hứa, đúng không ạ? Và sẽ là một cái đề nghị luận xã hội, chị nghĩ là rất cập nhật, rất thời sự, nên hy vọng rằng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này cùng với chị rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhau khoảng 1-2 phút để các bạn có thể vào và chúng ta sẽ bắt đầu trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Hãy nhớ rằng là những cái phần chữa đề này của chúng mình thì khá là ngắn thôi, nên là chị hy vọng là các bạn, các em có thể tập trung để chúng ta có thể đạt được cái chất lượng tốt nhất trong mỗi phần chữa đề này. Ok các bạn ơi, gửi lời chào tới chị nhé. Được không nào? Ok không? Được không nào? Các bạn ơi, các em đã lên chưa? Đợt vừa rồi thì trong lớp online của chị có cho các bạn đấy thi thử làm một cái đề rất là cập nhật thời sự. Cái đề đấy thì đã thi cách đây khoảng 2-3 tuần gì đấy rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì chị mới thấy bắt đầu xuất hiện nhiều những cái vấn đề này, nên là chị rất là muốn có thể chia sẻ cùng với các bạn về đề này, được không ạ? Em ơi, đề 01, 02, 03, 04 ở trên những cái video clip của fanpage Học Văn Chị Hiên đều có nhá. Các bạn sẽ cân nhắc giúp cho chị, ok không nào? Để ghi thử chị đến đâu nhỉ? Ở đây không? Ok. Rồi, chúng ta có một cái đề như sau. Chị sẽ quay cái lab của chị để cho các bạn có thể nhìn cái đề này, bởi vì nó cũng khá là dài. Bạn nhìn đây. Ôi dồi, rồi không bẻ được. Giờ làm nào đây? Oh, thật sự. Các em đợi chị một tí này, để chị tìm cách nhá. Sẽ chúng in cho chị. Thôi được, chị ấy nhá, gửi vào rồi đấy. Vẫn là trong cái nick đấy nhá. Em kéo xuống thấy cái đề thi thử số 01 đấy nhá. Cái file ấy. Đấy, nhanh lên xuống đấy. Ê, các em ơi, các bạn đợi chị một chút xíu để chị xuống in cái đề ấy nhá. Đợi chị một chút để chị in cái đề đấy. Đây là một cái đề rất là hay, và chị muốn là các bạn sẽ cùng làm cái đề này với chị, được không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu số 2 trong đề này. Đó là câu nghị luận xã hội. Vừa rồi thì chị định quay đề cho các bạn cơ, nhưng mà lại không quay được, nên là đợi chị khoảng tầm 2 phút thôi. Chị in cái đề và chúng ta sẽ có một cái đề rất là rõ ràng để làm cùng với nhau, được không nào? Nhá. Nếu như mà các bạn muốn giữ lại cái phần video clip này thì hãy nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá. Bởi vì đây sẽ là một cái đề rất là hay, chị tin chắc chắn là như vậy. Không phải là học về nghị luận xã hội như Ngọc Lan nhá, mà là chị sẽ phát trực tiếp cùng với các bạn để chữa cho các bạn một cái đề về nghị luận xã hội thôi, chứ cũng không phải là học về nghị luận xã hội. Nếu như mà bạn nào muốn học với chị thì chị hẹn gặp các bạn ấy ở trong lớp online của chị nha, được không nào? Chúng ta sẽ có một cái câu nghị luận xã hội rất là hay, nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi đề một chút xíu. Hãy bình tĩnh, được không ạ? Hà Nội thì không vội được đâu, mà dù chị biết là các em không ở Hà Nội, nhưng mà chúng ta cũng không nên vội vàng. Ok, xin chào Thảo Mai, xin chào em. Xin chào Ngọc Lan, xin chào Thanh Thanh, xin chào Thanh Trúc, xin chào Hoài Phương, xin chào Thảo Trang, xin chào Hoàng Diễm, xin chào Hồng Nhung, xin chào Nguyễn Minh, xin chào Linh, Hồng Nhung, xin chào Đinh Hoài, xin chào Đức Mạnh. Ok, xin chào các bạn. Hãy nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình để giữ lại cái phần video clip, cái phần chữa đề cực kỳ là hay ngày hôm nay nhá. Ok, xin chào Lan Anh, xin chào Phương Linh, xin chào Ánh Hồng. Xin chào Huyền Trang, các bạn vẫn chưa phải đi học đúng không? Nên là cảm giác vẫn rất là sôi nổi. Ô, sao đi thi về? Đi thi gì hả Lan Anh? Khảo sát hả hay sao? Hay thi gì? Xin chào Đặng Hoa, xin chào các bạn.
Xin chào biên phòng. Ôn theo dạng chính thức là sao em? Xin chào Thùy Linh. Ok, các bạn ơi, hiện tại đã có khoảng hơn 100 bạn đang xem phần livestream này rồi. Hãy tiếp tục chia sẻ giúp chị ở trên trang cá nhân của mình để giữ lại những cái bài học này. Khi mà chúng ta cần thì chúng ta có thể bỏ ra để chúng ta học lại nhá. Ok, xin chào Ngọc Ánh, xin chào Mỹ Phụng. Xin chào Thu Hiền. Xin chào các bạn nha. Xin chào Hồng. Được không nào? Để đến khi mà chúng mình tìm nó đỡ khó. Ok không? Xin chào Kim Loan. Bởi vì có rất là nhiều bạn nhiều khi cứ hỏi chị là: chị ơi, em cần phải tìm lại cái bài giảng đấy ở đâu? Tốt hơn hết là hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình, để khi mà chúng ta tìm lại thì chúng ta có thể tìm lại được dễ dàng hơn. À, thi đội tuyển học sinh giỏi à? À, ok ok, hôm nay vào bài gì em? Ok, xin chào em. Xin chào bạn có nick Facebook là Sa Bà Cõi Tạm rồi, chị biết. Tên của em là Khoa đúng không? Hình như là Đăng Khoa hay là gì à? Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có một bạn là gì nhỉ? Là trước chị cứ nhớ là có một bạn nick Facebook là gì buồn cười lắm. Thế xong rồi là đến khi mà chị gửi sách cho bạn ý ấy, là chị ghi đúng như thế luôn. Là gì ấy chị không nhớ lắm. Anh chàng đẹp trai hay là gì ấy. Nói chung là rất là hay ho. Ok. Ôi Việt Bắc à? Năm chị thi cũng vào Việt Bắc đấy. Đề gì? Đừng có nói với chị là đề tính dân tộc nhá. Mất phân cứng rồi đó, chết rồi. Quỳnh Anh ơi, em hoạt động kiểu gì mà lại mất phân cứng thế hả? Không vào comment thường xuyên đúng không? Ok, xin chào Thu Hường. Hiện tại đã có 130 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi. Chúng ta vẫn đang trong giây phút để đợi đề lên. Được không ạ? Và chị mong là các bạn hãy tiếp tục chia sẻ về trang cá nhân của mình để lưu lại những cái bài giảng này nhá. Được không? Ừ, đúng rồi, bạn ở nhóm học online của chúng mình đấy, chị nhớ không nhầm thì là Đăng Khoa thì phải. Hay là gì Khoa ấy. Ok, xin chào Hậu Trần, xin chào em. À, xin chào Dương Dương, xin chào em. Đợi chị, đợi đề một tí nhá. Sao lại mất fan cứng nhở, mấy đứa này hoạt động kiểu gì mà lại mất fan cứng. Trời đất ạ. Phải nhanh chóng mấy đi chứ. Nhanh chóng lấy lại fan cứng đi mà lại để mất fan cứng là thế nào. Xin chào Thu Hường, xin chào Hồng Ánh. Rồi, các bạn ơi, hiện tại đã có đây. Ok, đề đã đến, đề đã cập bến. Ok, đề đã cập bến rồi đấy các bạn ơi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái câu này. Câu số 1 trong phần làm văn đó chính là câu nghị luận xã hội. Một cái câu rất là hay. Đây, các bạn nhìn này. Ở trên phần, cái phần đọc hiểu ấy, thì chị có đưa ra cho các bạn một cái bức thư. Đưa ra cho các bạn đấy một cái bức thư. Đây là một cái bức thư. Đây là một cái bức thư của Haley Chen, là một cô gái mà là du học sinh của Úc nhưng mà có quốc tịch là Trung Quốc. Đấy, nhưng mà đã bị mắc kẹt lại ở thành phố Vũ Hán và không thể trở về Úc được bởi vì cái dịch bệnh corona đang bùng phát và khiến cho thành phố Vũ Hán của Trung Quốc bây giờ đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bởi vì cái sự phát triển rất là kinh khủng của dịch bệnh này. Được không ạ? Thế nên là Haley Chen đã vô cùng đau xót khi chứng kiến người dân đất nước mình vừa phải chiến đấu với virus corona, vừa phải chịu đựng một loại virus khác mang tên là phân biệt chủng tộc. Được không nào? Và dựa vào nội dung phần đọc hiểu và hiểu biết của anh chị, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ. Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về loại virus phân biệt chủng tộc đáng sợ này. Được không nào? Thì chị nghĩ đây là một cái đề rất là cập nhật, rất là thời sự, đúng không? Là một cái đề rất là cập nhật, rất là thời sự mà chị tin là nếu như mà các bạn giải quyết được một cái đề nó mang cái tính chất cập nhật và thời sự như thế này một cách ok, một cách nhanh chóng thì cái việc làm nghị luận xã hội đối với các bạn chỉ là một cái vấn đề đơn giản thôi. Ok không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm đề này nhá. Các bạn ơi, các em đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu về cái đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm với nhau là gì chưa? Các em đã hiểu, hiện tại đã có 150 bạn đang xem rồi. Nào các bạn ơi, những bạn nào muốn đăng ký khóa học online của chị thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhé, để được tư vấn sớm nhất bởi vì hiện tại chị đang bắt đầu một cái khóa học mới từ giờ cho tới lúc thi và đây sẽ là một cái khóa học rất là hữu ích đối với các bạn. Thế nên hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin để được tư vấn tốt nhất. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Hiểu đề này chưa ạ? Và đây chính là cái đề mà chị đã cho các bạn ở trong lớp online của chị thi thử lần thứ nhất cách đây khoảng 2-3 tuần gì đó. Được không ạ? Bây giờ thì chị sẽ chữa cùng với các em để chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề mà nó rất là cập nhật và rất là thời sự này. Các em đã hiểu đề chưa? Các bạn đã hiểu đề chưa ạ? À, các bạn đã hiểu đề chưa nhở?
được không nào? Vậy thì chúng ta cần phải xác định này, hãy xác định trong đầu rằng là đây sẽ là một cái bài viết của tôi, và tôi trình bày về vừa là cái dịch bệnh corona, nhưng điều quan trọng hơn mà tôi trình bày ở đây đó chính là về cái phân biệt chủng tộc đang diễn ra ở trên thế giới, hay là đang diễn ra mà chúng ta có thể cảm nhận được cái điều đấy như thế nào, được không ạ? Hãy nhớ nhá, suy nghĩ của anh chị về loại virus phân biệt chủng tộc đáng sợ này. Đây là loại virus phân biệt chủng tộc gì ạ? À, đang xảy ra khi mà dịch bệnh corona bùng phát. Và nếu như mà các bạn để ý một chút xíu thì cái dịch bệnh này đang ảnh hưởng trực tiếp tới, thứ nhất, người Trung Quốc. Và thứ hai là gì ạ? À, thứ hai là người châu Á. Ok chưa? Đa số những cái nước châu Á bây giờ đang đều phải chịu ảnh hưởng của cái dịch corona này. Và chúng ta thấy rằng là ở rất là nhiều nơi trên thế giới thì cái dịch bệnh corona này khiến cho bản thân những cái người ở trên thế giới họ mắc một cái tâm lý rất là sợ hãi. Và chính cái sự sợ hãi đó đã khiến cho họ có những cái góc nhìn rất là tiêu cực, và họ nhìn nhận về người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung bằng một cái sự kỳ thị, được không ạ? Và chúng ta sẽ viết một cái bài viết trình bày suy nghĩ của chúng ta về cái vấn đề này đang xảy ra. Ok không? Virus phân biệt chủng tộc, hay nói cách khác chính là sự kỳ thị. Được không ạ? Các em hiểu vấn đề chưa? Đây là vấn đề ẩn trong vấn đề. Người ta đưa ra cho một vấn đề nhưng chúng ta lại phải suy ra một cái vấn đề khác, và chúng ta có một cái thông điệp hợp lý. Được không nào? Các bạn ơi, các em hiểu đề rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái đề này nhé. Trước tiên bao giờ cũng vậy, đối với cái cấu trúc của đề nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ có trước tiên là gì ạ? Mở đoạn. Và hãy nhớ, dung lượng của chúng ta là khoảng 200 từ và hình thức của chúng ta là hình thức đoạn văn. Được không nào? 200 từ và hình thức đoạn văn. Vậy thì mở đoạn chúng ta sẽ nói về cái vấn đề gì? Bởi vì đây là một cái vấn đề rất là cập nhật, phải không ạ? Thế nên là chúng ta cũng cần phải đưa cái sự cập nhật đó vào trong cái bài viết của mình ngay từ câu viết đầu tiên. Ví dụ, chúng ta có thể mở đoạn bằng cách là gì ạ? À, dịch bệnh corona bùng phát, đúng không? Dịch viêm phổi cấp bùng phát. Dịch viêm phổi cấp với tên gọi corona bùng phát tại Trung Quốc và nhanh chóng lan sang các nước trên thế giới. Đang là mối đe dọa trực tiếp tới con người, được không? Thế nhưng những ngày qua, chúng ta sẽ dùng hai câu thôi nhé. Thế nhưng những ngày qua, được không ạ? Tại một số nước, được không? Người Trung Quốc và người châu Á, người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung đang phải đối mặt đang phải đối mặt với một loại virus khác. Nghiêm trọng hơn. Đó là virus của sự kỳ thị. Virus phân biệt chủng tộc. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Ok chưa? Sau đó chúng ta có thể giải thích virus của sự kỳ thị ở đây là gì và virus của sự phân biệt chủng tộc ở đây là gì. Và cụ thể chúng ta sẽ thu nhỏ cái vấn đề lại, được không ạ? Chủng tộc ở đây tôi sẽ nói về vấn đề quốc tịch, được không ạ? Bởi vì đây là một cái mà nó quá rộng đi, được không ạ? Đây là một cái mà nó quá rộng đi. Thế nên là tôi sẽ link về cái này. Tôi sẽ chỉ nói về cái
về cái sự kỳ thị đối với quốc tịch và cái sự phân biệt đối với quốc tịch thôi. Ok chưa nào? Tự tôi ấn định cho tôi như vậy ở cái phần giải thích. Được chưa? Bởi vì là sao ạ? Chị đã nói với các bạn rồi. Đây là chúng ta viết một đoạn văn và chúng ta trình bày góc nhìn của mình bằng một đoạn văn. Chúng ta không thể ôm đồm quá nhiều thứ được mà chúng ta phải tự biết thu nhỏ cái vấn đề của mình lại, đưa ra một cái khía cạnh phù hợp và đi khai thác sâu vào cái khía cạnh đấy thì các bạn sẽ chiến thắng. Được không nào? Chứ không phải là viết lan man dài dòng, mà hãy tự thu nhỏ cái vấn đề lại, chia cái vấn đề đó thành những cái khía cạnh nhỏ và tôi chỉ lựa chọn một khía cạnh để tôi viết thôi. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ giải thích ở đây. Được chưa nào? Nhá, cái virus phân biệt chủng tộc ở đây được hỏi, được hiểu là sự theo ý hiểu được gọi là gì ạ? À, sự kỳ thị về gì ạ? Sự kỳ thị về gì? À, sự kỳ thị về quốc tịch. Ok không nào? Sự kỳ thị về quốc tịch, đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đưa ra cái lời dẫn chứng của chúng ta ở đây, được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, khi giải thích xong thì chúng ta làm gì nhỉ? À, chúng ta phân tích. Nếu như mà các bạn dạo gần đây có xem trên VTV24 thì chị tin rằng là đó sẽ là những cái mà các bạn có thể học hỏi và đưa vào trong cái bài viết của mình. Được không? Các bạn có thể học hỏi và đưa vào trong cái bài viết của mình. Được không ạ? Nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích này. Ví dụ này, những ngày qua này, cụ thể là chúng ta thấy rằng là ở một số nước trên thế giới thì người Trung Quốc và người châu Á đã phải đối mặt với thái độ định kiến và kỳ thị vô căn cứ. Được không nào? Và tại Pháp, chúng ta sẽ nêu ra luôn nhá. Tại Pháp luôn, dẫn chứng luôn. Được không nào? Sau khi chúng ta phân tích như vậy, chúng ta sẽ đưa dẫn chứng luôn. Được không? Các cái cửa hàng của người Trung Quốc hay là người châu Á thì hầu như là không có khách. Được không nào? Hầu như là không có khách. Và chúng ta thấy rằng là theo cái thống kê thì đã trên 10 nhà hàng của Trung Quốc đã phải đóng cửa tại đây. Bởi vì là không có khách đến và phải đóng cửa tại đây. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là để có thể gì? À, đấy là tại Pháp. Còn tại Việt Nam thì sao? Chúng ta sẽ lấy những cái dẫn chứng từ xa cho tới gần, trên thế giới trước cho tới tại Việt Nam trước. Được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, tại Việt Nam thì như thế nào? Tại Việt Nam thì ngay cả những cái người, ví dụ như những người mà bị corona ấy, những cái bệnh nhân ấy, đã có một cái góc nhìn rất là kỳ thị, xa lánh rồi. Tức là những cái người mới bị nghi mắc bệnh thôi. Nghi mắc bệnh. Hay là những cái người mà có ví dụ như là ở Vĩnh Phúc ấy, là đã bắt đầu có những cái sự kỳ thị rồi, đúng không ạ? Và thậm chí là những cái người ở ngoài chiến tuyến như là những cái bác sĩ này. Được không? Ví dụ như bác sĩ mà làm gì ạ? À, mà trực tiếp tham gia vào cái cuộc chiến đấu chống lại virus corona này thì cũng bị kỳ thị. Và theo cái lời chia sẻ của một bác sĩ thì nhiều những cái người làm điều dưỡng cho những cái bệnh nhân này khi mà trở về nơi mà mình sống, khi mà trở về phòng trọ của mình thì còn bị gây sức ép khi mà họ trở về nhà nữa. Đó, thì chúng ta có thể thấy rằng đây chính là những cái dẫn chứng rất là cụ thể cho cái virus này, virus của sự kỳ thị khi mà có một cái sự phân biệt về quốc tịch rất là lớn. Được chưa nào? Nhá. Thì ở đây các bạn có thể chú ý tới cái này giúp cho chị nhá. Tiếp tục này, đấy là những cái dẫn chứng mà chúng ta đưa ra về cái sự kỳ thị. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục đưa ra thêm giúp cho chị một cái dẫn chứng nữa. Đó chính là về gì? À, thế nhưng chúng ta sẽ lật ngược cái vấn đề này. Được không? Trái lại với những cái sự sợ hãi, những cái nỗi lo sợ, cái sự sợ hãi, sự kỳ thị khiến cho bản thân mình trở thành một người kém hiểu biết và đưa ra những cái góc nhìn tiêu cực để ăn mòn trí não của chính mình. Đúng không nào? Thế nên là chúng ta có thể thấy rằng là đấy là một cái ví dụ mà chúng ta có thể đưa vào trong bài viết của mình về cái vấn đề này. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ gửi gắm một cái thông điệp thôi là hết bài rồi đấy. Đưa ra một cái thông điệp là gì nhỉ? À, đưa ra một cái thông điệp là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thật bình tĩnh và chúng ta phải có một cái cách cư xử thật là nhân văn. Thật bình tĩnh và có một cách cư xử nhân văn đúng không? Chúng ta phải tin tưởng vào hệ thống y tế thế giới và Việt Nam, đúng không? Và chúng ta tin rằng là
chúng ta có thể đẩy lùi được virus corona và sẽ đẩy lùi được cả virus của sự kỳ thị và phân biệt quốc tịch, được không ạ? Ok chưa? Nhá. Được không nào? Thì đây chị thống kê lại cho các bạn, chúng ta sẽ đi theo chiều sau. Thứ nhất đặt vấn đề chính là phần mở đoạn. Thứ hai nêu ra hiện trạng. Giải thích và nêu ra hiện trạng. Được không? Ok chưa nào? Sau khi phần hiện trạng này xong, chúng ta sẽ lật ngược lại. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để giải thích nguyên nhân mọi thứ đâu. Nhá. Được không? Được không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Đưa ra thông điệp. Đây sẽ là ý mà chúng ta đi. Được không ạ? Giải thích vấn đề ở đây, chúng ta sẽ xoáy sâu vào sự kỳ thị và phân biệt quốc tịch. Nêu về hiện trạng ở đây, chúng ta sẽ nêu ra ở hai cái đất nước chính, một trên thế giới là tại Pháp và thứ hai là tại Việt Nam. Tại Pháp cụ thể với người Trung Quốc và người châu Á, và tại Việt Nam cụ thể với người nhà của bệnh nhân và các y bác sĩ. Sau đó chúng ta lật ngược lại, chúng ta sẽ đưa ra những cái quan điểm của mình, sau đó đưa ra một cái ví dụ, một cái dẫn chứng. Đó là gì ạ? À, tại Pháp ấy, có một anh thanh niên, có một cái chàng trai trẻ người Italia đấy, sống ở Italia và là người gốc Hoa đấy, đã tham gia một cái phong trào, đó là bịt mắt đeo khẩu trang này và đứng lặng lẽ kèm theo một cái, kèm theo một cái biển hiệu đấy. Ok chưa nào? Và cuối cùng đưa ra thông điệp là chúng ta cần phải bình tĩnh, cần phải tin tưởng và cần phải tăng thêm những cái hiểu biết cho mình. Đúng không? Không được để cho nỗi sợ và những cái, không được để cho nỗi sợ hãi và những cái thông tin không chính thống làm cho chúng ta trở nên có những cái góc nhìn tiêu cực và ăn mòn trí não, điều khiển những hành động của chúng ta. Được không nào? Hãy tin tưởng vào hệ thống y tế thế giới và hãy tin tưởng vào hệ thống y tế của Việt Nam. Các bác sĩ đều đang cố gắng hết mình và chúng ta có thể khống chế được dịch bệnh corona, và đồng thời chúng ta cũng có thể xóa, dần dần xóa bỏ được cái virus của sự kỳ thị và phân biệt quốc tịch này. Được không? Hãy có một cái góc nhìn thật là nhân văn và có những cái hành động đối xử thật là nhân văn. Ok chưa nào? Nhá. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái vấn đề mà chúng ta đang cùng với nhau tìm hiểu. Và nếu như mà các bạn có làm đề này của chị rồi thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái phần đọc hiểu ấy, chúng ta có một cái bức thư của Haley Chen ấy. Nếu như mà các bạn muốn tìm đọc bức thư này thì các bạn có thể tìm ở trên các cái báo, trên các cái tờ báo của một du học sinh người Úc. Ok không? Các em ơi, các em đã hiểu cái lộ trình mà chúng ta sẽ làm chưa ạ? Các bạn hiểu lộ trình mà chúng ta sẽ làm chưa? Các em đã hiểu lộ trình chưa? Các bạn đã hiểu lộ trình chưa ạ? Các bạn đã hiểu lộ trình chưa ạ? Ví dụ nhá, nếu như mà viết một cái bài hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ bắt đầu viết như sau. Bây giờ sẽ là bài hoàn chỉnh dành cho các bạn, và các bạn hãy chú ý hết sức để chúng ta, nếu như mà phải liên quan từ những cái dạng đề mà nó mang cái tính cập nhật và nóng hổi như thế này thì chúng ta cũng có thể viết như sau cùng với chị nhá. Ok không nào? Chúng ta sẽ viết như sau cùng với chị. Được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu viết như sau cùng với chị như thế này. Những ngày qua, khi dịch bệnh corona bùng phát
tại Trung Quốc và lan sang các nước khác. Những người Trung Quốc và những người châu Á đã phải đối mặt với thái độ định kiến, kỳ thị một cách vô căn cứ. Tại Pháp, những cửa hàng Trung Quốc hay những cửa hàng của người châu Á dường như không có khách. Và hậu quả là hơn 10 nhà hàng của Trung Quốc đã phải đóng cửa tại Pháp. Có thể thấy rằng corona bùng phát đã với những thông khi dịch bệnh corona bùng phát bởi vì những thông tin, những nguồn tin không chính thống đã gây ra một nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi đó đã đè nặng lên những người dân, khiến cho bản thân của họ có những góc nhìn tiêu cực và có những hành động cũng tiêu cực. Tại Việt Nam, ngay cả những bác sĩ là những người ở đầu chiến tuyến cũng gặp phải một áp lực vô cùng lớn, khi rất nhiều điều dưỡng là những người trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân khi trở về nhà đã bị gây sức ép rất lớn từ những người sống xung quanh. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng khi dịch bệnh này bùng phát, đồng thời virus của sự kỳ thị và virus của sự phân biệt quốc tịch cũng đã bùng phát. Thế nhưng một số người cũng đã có những hành động để bày tỏ cách đối xử nhân văn của mình đối với những người có quốc tịch Trung Quốc hay gốc châu Á. Có thể thấy, khi một phong trào được khởi xướng bởi những người châu Á tại Pháp, một chàng thanh niên trẻ người Italia đã quyết định bịt mắt, đeo khẩu trang, đứng lặng lẽ bên đường kèm theo một biển hiệu: "Tôi không phải là virus, tôi là con người, hãy xóa bỏ định kiến." Rất nhiều người đã lại gần và giúp anh ấy tháo bịt mắt, tháo khẩu trang và ôm chầm lấy anh ấy. Đây là hành động thể hiện sự đối xử vô cùng nhân văn tới với mọi người. Chúng ta có thể thấy rằng giữa một thời đại công nghệ thông tin 4.0 đang ngày càng phát triển, những thông tin về dịch bệnh là những thông tin chính thống về dịch bệnh giúp cho chúng ta có cách phòng tránh căn bệnh này một cách hiệu quả, nhưng những thông tin không chính thống lại vô tình gây ra thêm một loại virus nữa lan tỏa tới mọi người, đó chính là loại virus của sự kém hiểu biết, là virus của sự kỳ thị. Mỗi chúng ta là những người trẻ, hãy tự trang bị cho mình những nguồn thông tin chính thống nhất, và đừng để cho nỗi sợ hãi của mình biến thành góc nhìn tiêu cực, khiến cho ăn mòn trí não và điều khiển hành động của chúng ta. Hãy thật bình tĩnh, hãy cư xử nhân văn và hãy tin tưởng vào hệ thống y tế của thế giới và hệ thống y tế của Việt Nam. Các bác sĩ đều đang cố gắng hết mình, và chúng ta hãy cùng mỗi người hãy cùng chung tay để có thể xóa bỏ được dịch bệnh, để có thể khống chế và xóa bỏ được dịch bệnh corona, và cũng đồng thời khống chế và xóa bỏ được virus mang tên là phân biệt chủng tộc và phân biệt quốc tịch và kỳ thị những người đang mắc bệnh. Ok chưa nào? Nhá. Kỳ thị quốc tịch, chị xin lỗi. Được không nào? Thì đó là một cái đoạn mà các bạn cũng có thể tham khảo để các bạn viết. Được chưa nào? Ok không ạ? Em có hiểu cách chị viết không ạ? Đầu tiên là chị đặt vấn đề ra nhá. Sau đó chị giải thích đơn thuần nhá. Sau đó nêu hiện trạng nhá. Và sau đó lật ngược và đưa ra thông điệp. Được không? Chúng ta hãy chung tay để đưa ra những gì ạ? À, chúng ta hãy chung tay để có được cách đối xử nhân văn và hãy tin tưởng. Đó là thông điệp mà chúng ta sẽ đưa ra cuối cùng để xóa bỏ đi virus của sự kỳ thị và virus của sự phân biệt quốc tịch mà chúng ta đang gặp phải. Ok không nào? Nhá. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể làm, sau này cũng như vậy. Đối với một cái dạng đề mà nó mang tính chất cập nhật thì các bạn cũng sẽ cần phải viết những cái bài viết mang tính chất cập nhật. Thế nên là một cái lời khuyên dành cho các bạn chính là trong cái quá trình mà chúng ta học, chúng ta tiếp nhận thông tin thì chúng ta hãy theo dõi nhiều hơn, được không? Đấy là bài viết mà chị hướng dẫn thôi. Các em có thể cắt bớt, các em có thể điều chỉnh theo ý của em đều rất ok nhá Đặng Linh nhá. Được không nào? Tại bởi vì đây là chị chỉ nói dựa trên cái dàn ý, thế nên là nó cũng chưa thể được trau chuốt, chưa thể chỉnh chu được. Mà chị mong là các bạn sẽ có cái sự gọt rũa cho mình, các em sẽ viết được những cái bài viết hay hơn. Và nếu như mà các bạn viết được những cái bài viết hay hơn thì các em hãy gửi về cho fanpage Học Văn Chị Hiên để chúng ta sẽ cùng đăng lên để cho các bạn khác được tham khảo cùng với chúng ta luôn nhá. Được không nào? Hãy nhớ rằng là mọi cái mà chị cung cấp thì đều mang cái tính chất là tính chất tham khảo. Nên chị hy vọng là các bạn có thể áp dụng cái sự tham khảo đó để biến thành những cái bài viết của các em, những cái đoạn viết của các em tốt nhất thôi. Ok chưa nào? Nhá, được không? Các bạn ơi, ok không ạ? Ok không ạ? À,
được không ạ? Hãy nhớ là tất cả những cái phần mà chị hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo thôi, và hãy áp dụng cái sự tham khảo đó từ cái việc tham khảo của mình biến thành cái đoạn văn của các em, bài văn của các em, căn chỉnh, trau chuốt lại cho nó hay, cho nó đúng, cho nó phù hợp. Ok chưa? Còn chị thì chỉ mang cái tính chất định hướng cho các bạn thôi. Ừ, các bạn ơi, nếu như giống như là cái thông báo của Bộ Giáo dục ấy, thì chúng ta thấy rằng là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia chúng ta sẽ tham khảo đề thi minh họa của năm 2019. Mà đề thi minh họa của năm 2019 thì chắc chắn sẽ là một cái đoạn văn 200 từ đối với công nghị luận xã hội các bạn nhé. Ok không nào? Nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Ngày hôm nay chị đã chữa cho các bạn một cái đề về nghị luận xã hội rồi. Chị hy vọng là các bạn có thể áp dụng cái này. Chị hy vọng là các bạn có thể áp dụng cái này vào trong bài viết của mình và học môn văn thật là tốt, được không nào? Cảm ơn các em vì buổi trưa như thế này nhưng mà vẫn cố gắng học cùng với chị, mặc dù là các bạn cũng đã khá là mệt sau một buổi sáng, không biết là các bạn có làm gì không hay là ngồi chơi, được không ạ? Nhưng mà chị vẫn hy vọng rằng là các bạn có thể cố gắng học tập nhá. Ok chưa? Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp theo. Bye bye các bạn, chúc các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.